Thật là kỳ lạ, sao ta lại bị cây thương từ đâu bay đến đả thương chứ? Đây là thứ vũ khí gì? Kỳ lạ, chuyện này là sao đây? Lạ thật, rõ ràng mới nãy Ngân Kim Bảo Tuyết đã bay về hướng này mà sao đột nhiên lại không thấy đâu nữa? Đúng vậy, thật lạ quá. Vị huynh đài này, cho chúng tôi hỏi chút, cậu có nhìn thấy một binh khí bay từ hướng này tới không? Có thấy, nó bay vào trong tay tôi rồi. Bay vào trong tay người à? Ngươi không đùa hả? Ngân Kim Bảo Kích này là pháp khí cao ngang ngửa ta, sao có thể bay vào trong tay ngươi được? Quynh đài, đừng có đùa nữa. Dương Tiễn ta từ trước đến nay chưa từng nói dối, tin hay không tùy các người. Quá ra nó được gọi là ngăn tim bảo kích. Công báo quynh xem, quynh đài này, pháp khí này tại sao lại ở trong tay của cậu vậy? Quá ra ngăn tim bảo kích này đã chọn người này làm chủ nhân của nó. Tôi cũng muốn hỏi hai vị, hai vị có biết việc này là sao không? Ngươi đừng có giả vờ nữa, ngươi đã trộm ngân tim bảo kích, còn không mau trả lại cho ta. Cô nương à, tôi thật sự không trộm ngân tim bảo kích. Mới nãy cô nương cũng nhìn thấy rồi đó, đột nhiên nó bay vào tay tôi. Tôi cũng không biết trả lại cho hai người kiểu gì nữa. Ngươi nói năng lung tung, nếu không trả cho ta, hôm nay ta đánh ngươi đến khi nào chịu trả mới thôi. Giờ ngân tim bảo kích đã nhận định tiểu tử thối này là chủ nhân của nó. Ngoài tên tiểu tử này ra, bất kỳ ai cũng không có cách nào tiếp xúc được với ngân tim bảo khí. Cho nên nếu như chúng ta muốn lợi dụng uy lực của ngân tim bảo kích, e rằng phải thu phục tên tiểu tử này về phe mình. Không ngờ võ công của tên tiểu tử này lại lợi hại như vậy. Ta có thể lợi dụng hắn để tiến đánh Tây Vực. Cô nương này, nếu như cô cứ tiếp tục dây dưa, Dương Tiễn tôi sẽ không khách khí với cô nữa đâu. Ngươi, được rồi. Được rồi Thanh Thanh, không được vô lễ. Vị huynh đài này, cậu đừng trách Thanh Thanh. Chỉ là Thanh ngân tim bảo kích ban nãy là do Thanh Thanh bảo quản, cho nên mới có chút hiểu lầm nhỏ. Xin hỏi huynh đài là ai? Từ đâu đến và đang định đi đâu vậy? Tôi là môn hạ của Ngọc Đỉnh Chân Nhân ở Kim Hà Động, tại Ngọc Đỉnh Sơn. Họ Dương, tên Tiễn. Tôi phụng mệnh sư phụ đến Tây Vực, phải tìm một người giữ sách trời. Quá sao huynh đài là đồ đệ của sư huynh Ngọc Đỉnh Chân Nhân? Thảo nào võ công lợi hại như vậy. Mới nãy huynh nói huynh là huynh đệ với Ngọc Đỉnh Chân Nhân sao? Vậy thì xin hỏi huynh là, ta là sư thúc của cậu, thân công báo. Sư thúc, con phụng mệnh của sư phụ đến hỗ trợ cho sư thúc. Phò trợ ta. Công báo, mới nãy người này nói sư phụ của hắn ta bảo hắn ta đi hỗ trợ cho người giữ sách trời. Mùi nghĩ người đó nhất định là Khương Tử Nha. Hắn nói đến sách trời mà. Không sai, cho nên chúng ta không thể để cho ngân tim bảo kích rơi vào tay của Khương Tử Nha. Đúng thế. Không sao, ta có cách. Nhìn ta đây. Dương Tiễn à, ta biết là có người sẽ đến hỗ trợ ta. Thật không ngờ người đó là con. Sư thúc, sách trời của sư thúc đâu à? Sách trời. Có sách trời, có sách trời. Để ta cho con xem. Sách trời đây. Quá ra thật sự là sách trời. Quyển sách trời này bên trong cũng có ghi chép về ngân tim bảo kích, nhất định sẽ tìm được chủ nhân của nó. Thật không ngờ chủ nhân của nó lại là con. Đúng vậy, lúc con xuống núi, sư phụ đã từng nói với con, mỗi một thần khí đều sẽ tìm được chủ nhân của mình. Thật không ngờ
Vũ khí của con lại tự tìm đến con nhanh như vậy? Dương Tiễn à, đây chính là ý trời. Pháp khí này đã tìm được chủ nhân của nó, cho nên Dương Tiễn này con nhất định phải gánh vác cho tốt trách nhiệm trọng đại này của con đấy. Sư thúc, trách nhiệm gì vậy? Trách nhiệm gì? Cái này một hai câu thì không thể nói rõ được. Như thế này nhé Dương Tiễn, con cùng chúng ta trở về. Ta có một nhiệm vụ rất quan trọng phải giao phó cho con. Được sư thúc, không vấn đề gì. Bảo kích này rõ ràng là ta lấy được trước, giờ lại rơi vào tay tên tiểu tử này. Ta nhất định phải nghĩ cách cướp nó về. Chào cậu, ta là Phụng Thanh Thanh. Nên tin bảo kích này vốn dĩ là do nữ oa nương nương ủy thác cho ta cất giữ, cho nên ban nãy ta nhìn thấy cậu cầm nó, còn cho rằng cậu đã trộm nó. Thanh Thanh đã thất lễ rồi, bồi tội với cậu. Quá xa cô là phụng mệnh của nữ oa nương nương canh giữ ngân tim bảo kích, vậy thì đáng ra phải để Dương Tiễn cảm tạ cô mới đúng. Đều là người một nhà, đừng khách khí. Về sau cậu cứ gọi ta là Thanh Thanh. Dương Tiễn à, thanh bảo kích này vốn là do Thanh Thanh bảo quản. Thế này nhé, ta sẽ để Thanh Thanh ở bên cạnh con để bảo vệ con. Sư thúc, việc này. Dân, vậy chúng ta mau lên đường thôi. Đi thôi. Sư thúc, mời. Mời. Sao đã không thấy hai người bọn chúng nữa rồi? Chúng ta đuổi theo đã nửa ngày rồi, người đâu? Việc này phải, uy lực của ngân tim bảo kích rất lớn, tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay bọn chúng như thế này được. Nó không chừng ngân tim bảo kích thật sự đã nhận bọn chúng làm chủ nhân. Nếu như vậy thật thì cho dù chúng ta có tìm được cũng không có tác dụng gì. Tôi vốn cho rằng ngân tim bảo kích đó chính là vũ khí của tôi. Tôi đã không có vũ khí rồi. Được rồi Vũ Cát, đừng buồn nữa. Lý Tấn Quân, Lý Tấn Quân đã cho rằng như vậy, Khương Thừa Tướng vẫn còn đang chờ chúng ta. Chúng ta hãy mau chóng trở về thôi. Súc sinh, người đến đây làm gì? Lão Tứ thế nào rồi? Lão Tứ sẽ ra chuyện gì? Tức chết được mà. Tại cái tên tiểu tử thối cơ phát cản trở, nếu không thì trộm hoa hồ của ta đã sớm trộm được bảo bối đem về cho ta rồi. Tiểu tử thối. Lão Tam, ngươi bao đem tiền già 4 giây và khẩu quyết ma âm dạy cho ta, để ta đi đối phó với tên tiểu tử thối đó. Đúng, dạy cho hắn đi, dạy cho hắn đi. Được. Súc sinh, để xem ta xử lý người thế nào. Lão nhị, lão tam, thật không ngờ chiêu này của người cũng không tồi. Lão tứ, lần này ta rất phục ngươi đó. Không nghĩ đến ngươi lại có thể sử dụng được ma âm truyền não của ta, làm cho cơ pháp ở cách đây cả mấy chục dặm xém chết chỉ còn nửa cái mạng. Lão tứ, chiêu này lợi hại quá. Để dù hỗn nguyên của ta mượn âm ma của ngươi, xem rốt cuộc có thể phát ra được công lực lớn thế nào. Được đấy, nào. Được nào. Mày muốn làm gì? Mm-hmm.
Dì ca, tình hình tên tiểu tử Cơ Phát thế nào rồi? Lần này Cơ Phát đã bị dù hỗn nguyên của ta và tỷ bà 4 giây làm cho bị thương, e rằng lần này tính mạng của hắn khó bảo toàn. Ta nghĩ tất cả được như thế này đều là công lao của Dồn Qua Hồ. Đúng đúng, lão tứ, chiêu này thật sự quá lợi hại. Cha, xong gì? Cha, mau dừng tay. Cha, chốt cuộc mấy người đã, chốt cuộc đã làm gì với vị công tử rồi? Tại sao tính mạng của quân ấy lại khó giữ chứ? Xong gì, con bình tĩnh một tí. Nhị ca, tứ ca, chúng ta mau đưa Song Nhi vào trong quân doanh nghỉ ngơi đi. Nào nào, đi đi. Không muốn, con muốn biết tình hình của nhị công tử bây giờ thế nào rồi. Có phải giống như lời cha nói, tính mạng của quân ấy đang trong tình trạng nguy hiểm không? Mau nói cho con biết, mau nói cho con biết đi. Song Nhi, con bình tĩnh đi. Không sai, Cơ Phát đã bị dù hỗn nguyên của ta và tỳ bà 4 giây làm cho bị thương. Theo ta thấy, tính mạng của hắn giờ như ngàn cân treo sợi tóc. Các người, Song Nhi, Song Nhi, tại sao mấy người phải làm như thế? Tại sao mấy người không tha cho vị công tử? Quân ấy cũng không có thâm thù đại hận gì với cha mà. Tại sao mấy người không tha cho quân ấy? Tại sao? Tại sao? Song Nhi, Song Nhi, Song Nhi, con làm sao vậy? Song Nhi, mau tỉnh lại đi. Song Nhi à, tỉnh lại đi. Nhanh, mời đại phu. Được, mau lên. Nhị công tử, yêu quái to gan, xin chụp càng không của ta đi. Sư thúc, con thấy vết thương của vị công tử rất nặng, trước mắt mau cứu quân ấy. Việc khác cứ đợi quân ấy tỉnh lại rồi nói tiếp. Được, mau đỡ cậu ấy lên phòng của ta, ta sẽ đến đó ngay. Được. Dù hỗn nguyên, tỳ bà 4 giây. Lẽ nào vị công tử bị hai pháp bảo này làm bị thương? Cơ phá, Cơ Phát, Song Nhi, không cần sợ. Song Nhi đừng sợ, cha ở đây. Cha, con gái ngoan, con đừng buồn nữa. Con không biết cha nhìn thấy bộ dạng của con thế này đau lòng, buồn nhiều như thế nào không hả? Đúng đó Song Nhi, giờ con đừng nghĩ ngợi gì nữa, chỉ cần dưỡng bệnh cho khỏe là được. Cha, Cơ Phát thế nào rồi? Việc này con hỏi lão Tam đi. Cơ Phát hắn, Cơ Phát hắn, cha, con cầu xin cha đấy. Nhanh nói cho con biết đi cha. Việc này, việc này, được rồi. Ngươi nhìn xem con gái ngoan của chúng ta đã gấp gáp như thế này rồi. Con gái ngoan, không cần phải lo lắng. Tên tiểu tử Cơ Phát đó không chết được đâu, chỉ là bị trọng thương mà thôi. Con gái, con đi đâu thế? Con phải đi gặp Cơ Phát. Không được, con tuyệt đối không được đi. Phải đó, phải đó, không được, con nhất định phải đi. Được rồi Song Nhi, con đừng tự hành hạ bản thân nữa được không? Con xem con giờ đây cả đứng cũng không vững nữa, còn muốn đi đâu nữa chứ? Cha lớn à, ngoan nào, con chỉ cần chăm sóc tốt bản thân, về sau con muốn đi đâu cha đều sẽ đáp ứng cho con, có được không? Thật sao? Thật. Chỉ cần không chăm sóc tốt bản thân mình, những cái khác đều không quản, không cần để ý. Tất cả hãy cứ để cha lo liệu. Nhưng mà không nhân gì hết. Song Nhi à, tóm lại là trước khi con khỏe lại, cha tuyệt đối không cho phép con rời khỏi chỗ này. Phải. Song Nhi ngoan, con cứ chăm sóc tốt bản thân mình đi. Về sau con muốn đi đâu, cha nhất định sẽ đáp ứng cho con hết, bao gồm cả việc con muốn đi Tây Vực. Mấy cha cũng sẽ đáp ứng con chứ? Được, cha đồng ý với con. Tuy nhiên hiện giờ quan trọng nhất là phải chăm sóc tốt bản thân, con thấy có đúng không? Ngoan, nhanh nào, ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi đi con. Ngoan nào. Phải nghe lời đó.
Đại ca, đại ca, giờ chúng ta có kế hoạch gì không? Song như cứ như vậy cũng không hay. Lão nhị, lão tam, lão tứ, việc tấn công Tây Vực lần này không thể tiếp tục kéo dài nữa. Chúng ta phải mau nghĩ cách trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ tiến đến Tây Vực. Đã lâu như vậy rồi vẫn không có tin tức gì, rốt cuộc là sao đây? Đại tỷ, đại tỷ, Ngọc Khánh là muội sao? Ngọc Khánh, sao muội đến với hình dạng này? Đại tỷ yên tâm, muội đã hết đủ dưỡng khí ở trong hiên viên cổ mộ rồi, hoàn toàn hồi phục lại hình dáng con người rồi đây. Nhưng mà đại tỷ à, tại sao đại tỷ lại không vui vậy? Ta bảo Thanh Thanh và Công Báo đi tìm ngân tiêm bảo kích trợ giúp Ma Gia tứ tướng công đánh Tây Vực, nhưng đã lâu như vậy rồi vẫn chưa có tin tức gì, ta rất lo lắng. Nếu đại tỷ đã nói như vậy, để muội đi đón bọn họ. Muội mới hồi phục sao có thể đi được chứ? Tỷ yên tâm, muội đã hoàn toàn hồi phục rồi. Hơn nữa hiện giờ công lực của muội còn tiến bộ hơn trước rất nhiều. Đã vậy thì muội phải cẩn thận đó. Vậy muội đi đây. Nương nương, nương nương khai ân. Nương nương, xin nương nương cứu mạng. Là các ngươi sao? Sao vậy? Nương nương khai ân, nương nương cứu mạng. Phải đó nương nương cứu mạng, cầu xin nương nương. Hai người các ngươi không phải đã đầu quân cho Tây Vực rồi sao? Sao có thể chứ? Chúng thần, chúng thần, có cho chúng thần 100 lá gan chúng thần cũng không dám. Đúng đó nương nương, chúng thần đối với đại dương và nương nương là một lòng trung thành, có trời đất làm chứng. Hai chúng thần cũng chỉ là không còn cách nào khác, chịu sự uy hiếp cho nên mới giả vờ đầu hàng. Đúng vậy, cho nên chúng thần ở Tây Vực chẳng qua chỉ làm gián điệp, chủ yếu là thu thập tình báo cho triều ca. Đến nay đã thu thập đủ thông tin rồi, chúng thần liền chạy về đây. Nương nương à, vốn dĩ hai người chúng thần trở về muốn đi tìm đại dương trước tiên, nhưng lại sợ đại dương nói chúng thần ăn cây táo rào cây sung, cho nên qua cầu xin nương nương trước. Những lời mà hai người nói có thật lòng không? Thật, thật mà. Nếu như có nửa câu dối trá, U Hồn và Phí Trọng sẽ không có cái chết tốt đẹp. Đúng, U Hồn sẽ không có cái chết tốt đẹp. Ông nói ai đấy? Thần nói nhanh quá. Ý của thần là nếu có như nửa câu dối trá thì thần và U Hồn sẽ không có cái chết tốt đẹp. Được rồi, hai người các ngươi đứng lên đi. Đứng lên. Ta sẽ nói giúp các ngươi trước mặt đại dương. Đa tạ nương nương, đa tạ nương nương, đa tạ, người đi nhé. Lần này tốt rồi, tốt rồi. Đại ca, huynh đưa ra quyết định chưa? Trước mắt chúng ta đang chiếm lợi thế trong việc tiến đánh Tây Vực. Tuy nhiên, lão nhị, lão tam à, điều ta lo lắng nhất vẫn là pháp bảo của hai người vẫn đang nằm trong tay của Khương Tử Nha. Đúng vậy, đàn tỳ bạc của ta vẫn đang ở chỗ hắn. Ta không biết bọn Khương Tử Nha có làm hỏng cái đàn tỳ bạc của ta không nữa. Giờ ta lo lắng nhất chính là hắn đem dù hổ nguyên của ta làm thành một cái ô trách đó. Báo khởi bẩm tướng quân, bên ngoài có bốn người muốn tướng quân ra gặp họ. Cái gì? Như thế còn phép tắc hay sao? Dám to gan như vậy. Đi ra gặp bọn chúng. Đi. Các ngươi là ai? Vì cái gì mà đòi Ma Gia tứ tướng bọn ta ra gặp các ngươi? Dám to gan như vậy? Tại hạ thân Công Báo. Tại hạ Dương Tiễn. Tại hạ là Ngọc Khánh, Phụng Thanh Thanh. Ta không biết các ngươi. Các ngươi đến đây có việc gì? Tuy bốn vị không biết chúng tôi, nhưng bốn vị đã từng nghe qua quốc sư của triều ca chưa? Cái này, tham kiến quốc sư. Miễn lễ. Phùng Thanh Thanh, Ngọc Khánh. Tham kiến hai mỹ nhân. Ma Gia tứ tướng, danh tiếng giang xa. Ngọc Khánh tôi đã từng nghe danh qua. Hôm nay được gặp, quả nhiên là mỗi người một nét cá tính riêng. Ta thích. Đúng vậy, tôi và Công Báo là bạn tốt. Tôi xin trịnh trọng giới thiệu, đây là sư đệ của Công Báo, Dương Tiễn, là một thiếu niên anh hùng.
Hân hạnh gặp mặt. Hân hạnh gặp mặt. Ta thấy hắn ta cũng chỉ là một tên tiểu tử mặc bún ra sữa, không đáng tin. Vậy ca, huynh không hiểu thì đừng nói linh tinh. Ta thấy khí khái của Dương Tiễn còn rõ ràng hơn Cơ Phát nhiều. Không biết quốc sư đến đây là có việc gì. Ta nghe nói Ma Gia tứ tướng tiến đánh Tây Vực, cho nên ta đến đây hỗ trợ các vị. Được, kể từ bây giờ Ma Gia tứ tướng chúng tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của quốc sư. Đúng vậy. Không, quân đội này vẫn cho Ma Gia tứ tướng chỉ huy, ta ở bên cạnh hỗ trợ các vị là được rồi. Vậy bốn vị hãy nghỉ ngơi trước đi, chúng tôi sẽ lập tức xuất binh tiến đánh Tây Vực. Đúng, đúng đấy. Đi, đợi đã. Quốc sư còn gì phân phó? Dương Tiễn, sư thúc muốn để con đơn phương độc mã đi tiến đánh Tây Vực, bởi vì sư thúc muốn xem pháp thuật và võ công của con đã luyện đến trình độ nào. Dân sư thúc, vậy con lập tức đi ngay. Công báo, tại sao huynh lại làm như vậy? Dương Tiễn lấy được thần khí Ngân Tiêm Bảo Kích, cho nên ta muốn xem uy lực của Ngân Tiêm Bảo Kích này rốt cuộc lợi hại như thế nào. Ngân Tiêm Bảo Kích này đúng là không tồi. Từ giờ ta phải túc trực bên cạnh Dương Tiễn, chỉ cần có cơ hội ta sẽ cướp lại Ngân Tiêm Bảo Kiếm. Bái kiến thừa tướng. Lý tướng quân mau đứng lên. Tạ ơn thừa tướng. Lý tướng quân, lần này vất vả cho ngài rồi. Không hề. Cha, Na Tra, cha cuối cùng cha cũng về rồi. Nào, để cha xem nào. Đã cao lên rất nhiều rồi. Mẹ của con rất nhớ con đó. Mẹ có khỏe không? Bà ấy rất khỏe. Sư thúc, chúng con đi lần này cả ngày lẫn đêm, về mất nhiều ngày, không biết ở trong thành. Những cái này ta đều biết, đây là ý trời. Mọi người bình an trở về là tốt rồi. Thừa tướng, không biết tình hình chiến trận hiện nay thế nào rồi? Vị công tử bị trọng thương. Cái gì? Vị ca của con bị trọng thương sao? Con phải đi thăm quân ấy, đi đi. Sư phụ, sư mẫu đã đỡ hơn chưa? Sư mẫu của con không sao. Mẹ con rất nhớ con đấy. Thật sao? Thừa tướng, thừa tướng, Ma Gia tứ tướng lại xuất binh tiến đánh Tây Vực rồi. Đội quân lần này còn hùng hậu hơn lần trước nhiều lắm, cho nên tôi đã gấp rút quay về báo lại cho thừa tướng, muốn xin thừa tướng cấp thêm chi viện. Lý tướng quân, Na Tra, hai người mau lãnh đạo binh sĩ đến cứu viện tiền tuyến. Dân. Thừa tướng yên tâm, việc này cứ giao cho Lý Tịnh tôi xử lý. Được. Thủ Hành Tôn, cậu cũng mau mang theo binh mã lên trước ứng chiến. Dân. Sư phụ, thế con thì sao? Hiện giờ con không cần phải đi đâu hết, trong phủ vẫn còn việc khác đang đợi con. Dân. Trận chiến này tuy quan trọng nhưng vẫn phải thật cẩn thận. Hy vọng mọi người đều có thể bình an trở về. Đa tạ thừa tướng, đa tạ thừa tướng. Na Tra, Na Tra. Tiểu tử này và Thủ Hành Tôn sao mà chạy nhanh vậy chứ? Ma Gia tứ tướng không ra mặt ứng chiến, lại phái người này đơn thân độc mã đến khiêu chiến. Rốt cuộc là có nguyên nhân gì? Ngươi là ai? Sao ta chưa từng nhìn thấy? Nói tên đi. Tại hạ Dương Tiễn. Dương Tiễn à? Vô danh tiểu tốt. Vì tiểu tướng này, cậu đừng có mà mở mồm nói năng ngông cuồng. Tôi khuyên cậu nên quy thuận triều ca đi, để tránh dẫn đến trận thảm sát không cần thiết. Giảm nhí. Dương Tiễn, ta hỏi ngươi, nếu như ta bảo ngươi quy thuận Tây Vực, ngươi có đồng ý hay không? Việc này e rằng ta không làm được. Cho nên ngươi bảo ta quy thuận triều ca của các ngươi, ta cũng không làm được. Thủ Hành Tôn, cậu lùi về sau đi, ta lên trước. Được. Bớt nói nhảm đi, xem chiêu.
Còn ta nữa, mau đến giúp, Nara, đến ta. Thổ hành tôn, cậu không sao chứ? Ta... Nara, ta không sao. Đó là binh khí gì lợi hại như vậy? Ngay cả quả tim thương của ta cũng không chống đỡ nổi. Nó là ngân tim bảo kích. Bây giờ cậu đã biết sự lợi hại của nó rồi chứ? Thổ hành tôn, chúng ta cùng lên. Tôi không tin hai người chúng ta không đánh lại được một mình hắn. Được. Ngân tim bảo kích trên người Dương Tiễn là hiện thân rồi. Tuy hiện giờ Dương Tiễn theo phe ta, nhưng một khi hắn biết được chân tướng sự việc, nhất định sẽ phản lại ta. Không bằng những lúc này, ta sẽ cho tất cả bọn chúng trúng độc. Như vậy thì ngân tim bảo kích sẽ là của ta rồi. Nara bảo bối, cẩn thận đó. Nara bảo bối, cẩn thận. Nara, cẩn thận. Cẩn thận. Sư thúc mẫu, phu nhân, cẩn thận có độc. Phu nhân, đau quá. Sư thúc mẫu, người sao rồi sư thúc mẫu? Thanh Thanh cô nương, Dương công tử, Dương Tiễn, ngươi thật bỉ ổi, lại dùng thủ đoạn này để đối phó với một mỹ nữ. Về tiểu tướng này, nghe tôi giải thích. Dương Tiễn tôi quan minh lỗi lạc. Còn về việc Thanh Thanh, cô nương, tại sao lại đánh lén các ngươi, tôi hoàn toàn không biết. Sư thúc mẫu, Thanh Thanh cô nương, cô không sao chứ? Dương công tử, ta chỉ là quan tâm công tử, cho nên mới đi theo công tử đến đây. Được lắm Dương Tiễn, đã cùng một lưới với con yêu quái này. Mới nãy còn nói không phải ngươi sắp đặt, còn nói làm việc gì cũng quang minh lỗi lạc. Đúng là thối nát. Vì tiểu tướng này, ta thấy các ngươi đúng là một chuột với nhau, khoác lên mình gió bọc của cầm thú. Cậu nghe tôi nói đã, bớt nhiều lời, xem thương. Dương công tử, ta đau quá. Thanh Thanh, cô nương gắng lên. Vì tiểu tướng này, chúng ta hẹn ngày khác tái chiến. Hẹn ngày gặp lại. Phu nhân, cha. Phu nhân, phu nhân. Khương phu nhân làm sao vậy? Cha, sư thúc mẫu trọng thương rồi. Phải, mau đưa phu nhân về chữa trị, mau lên. Được, đi mau. Đi đi. Sư thúc mẫu, cẩn thận. Sư thúc mẫu bị thương rồi. Thừa tướng, sao rồi? Phu nhân bị thương rất nghiêm trọng. Lý tướng quân, cô ta bị kịch độc đả thương. Mau dìu cô ta về phòng. Đi, nhanh lên. Phu nhân, nào. Sư thúc, thương thế của sư thúc mẫu thế nào rồi ạ? Tình hình của sư thúc mẫu con vẫn ổn. Chất độc trong người cô ấy đã đỡ hơn trước nhiều rồi. Chỉ là mắt của cổ bị chất độc đốt cháy, cho nên... Thừa tướng, ngài nói phu nhân đã bị mù rồi sao? Thủ hành tôn, cô đừng nói linh tinh. Sư thúc, mắt của sư thúc mẫu nhất định sẽ không sao, có đúng không ạ? Việc này ta cũng không dám chắc. Sư thúc mẫu thế nào rồi? Tiểu công tử, sư thúc mẫu của con vẫn ổn.
Đúng rồi, Na Tra, con còn nhớ lúc đó là ai đã dùng quả độc làm số thuốc mẫu con bị thương không? Chính là con giả cây tinh chín đầu chết tiệt. Phụng Thanh Thanh à, đáng chết, con phải đi giết nó. Tiểu công tử đừng nóng vội, nghe sư thúc nói đã. Phải đó, cậu đi như vậy nhất định sẽ chịu chết. Đúng đó tiểu công tử, nhất định không được xúc phạm nóng vội. Công lực của bọn ma gia tứ tướng lợi hại như vậy, hơn nữa những pháp bảo của họ đều có uy lực phi thường. Hơn nữa giờ lại thêm một Phụng Thanh Thanh, ta cảm thấy việc này không phải chỉ là trùng hợp. Sư thúc à, không chỉ như vậy, ngoài con yêu quái đó ra, bên cạnh ma gia tứ tướng còn có thêm một người tên là Dương Tiễn. Dương Tiễn à? Dương Tiễn. Đúng vậy, võ công người này vô cùng lợi hại. Tôi và Na Tra liên thủ với nhau mà cũng không đánh lại hắn. Lợi hại vậy sao? Được, vậy thì ta phải đi gặp hắn. Tiểu công tử, không được lỗ mãng. Đến giờ chúng ta vẫn không biết Dương Tiễn đó rốt cuộc là ai, cho nên không được nóng vội. Còn nữa, không phải con nên bên cạnh chăm sóc tốt cho vị công tử sao? Ta thấy thời gian này con cứ chăm sóc tốt cho cậu ấy đi. Sư thúc à, nhưng nếu như bọn họ không xuất binh, ngộ lỡ binh mã của bọn ma gia tứ tướng được ép sát, chúng ta phải làm sao đây? Thật không ngờ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cũng không biết Song Nhi giờ ra sao rồi. Được rồi, thể lực của ta cũng đã gần hồi phục hoàn toàn, không bằng tìm cơ hội gặp Dương Tiễn xem thế nào, tìm hiểu xem hắn rốt cuộc là ai. Sư thúc, sư thúc bảo đỉnh rồi. Tốt quá rồi, chiêu đệ, có muốn ngồi dậy không? Nào, cẩn thận chút. Sư thúc mẫu, sư thúc mẫu, hiện giờ người thấy thế nào ạ? Mắt của người còn khó chịu không ạ? Na Tra bảo bối, ta vẫn ổn. Còn các con không sao chứ? Chúng con vẫn ổn. Chiêu đệ, nàng không cần lo lắng, mắt của nàng sẽ không sao đâu. Tướng công, thiếp cảm động quá. Thật không ngờ tướng công lại quan tâm thiếp, đau lòng vì thiếp như vậy. Ngốc lắm. Nàng và ta vốn là phu thê mà. Phu thê không phải đều sẽ như vậy sao? Còn cách khí với ta như vậy à? Nhưng mà tướng công à, mắt của thiếp bây giờ bị thương rồi, không thể ra trận dãy cờ cổ vũ nữa. Ta nói cho nàng hay, giờ việc quan trọng nhất nàng phải làm chính là chăm sóc tốt cho đôi mắt của nàng. Không cần nghĩ đến việc đó nữa. Việc này cứ để ta giải quyết có được không? Sư thúc à, con và Tổ Hành Tôn đi xem thuốc của sư thúc mẫu đã sắc xong chưa. Đi thôi, đi. Ta đi làm gì chứ? Một mình huynh đi không được sao? Ta bảo cậu đi thì cứ đi đi. Sư thúc và sư thúc mẫu hai người bọn họ. Phải. Hai người cứ từ từ nói chuyện nhé. Chúng tôi đi trước. Đi, được. Vị công tử à, cậu đi xem vị ca của cậu đi. Cậu mau đi xem vị ca của cậu đi. Cô ấy chắc đang nhớ cậu đấy. Đi mau. Ta ở đây. Tướng công, bảo bối của thiếp. Sao vậy? Tướng công, chàng hãy nói thật với thiếp đi. Mắt của thiếp có phải mãi mãi cũng sẽ không nhìn thấy gì nữa không? Đừng lo lắng, mắt của nàng không sao đâu, sẽ khỏi nhanh thôi. Tướng công, không phải chàng thường nói với thiếp phu thê với nhau không nên giấu giếm điều gì, nhưng sao chàng lại lừa thiếp? Sức khỏe của thiếp thế nào thiếp là người rõ nhất. Mắt thiếp lần này bị thương hoàn toàn không chỉ đơn giản về những vết thương khác. Thiếp chỉ muốn biết sự thật thôi. Tướng công, chàng nói cho thiếp biết sự thật đi. Được rồi, ta nói với nàng, mắt của nàng bị quả độc làm bị thương. Ta đã cố hết sức tìm đủ mọi cách, tìm đủ các loại thảo dược để có thể chữa khỏi mắt cho nàng. Nhưng ta vẫn không biết kết quả sẽ ra sao. Còn phải đợi thêm mấy ngày nữa, gỡ băng gạc trên mắt nàng ra mới biết được mắt của nàng có khỏi được không. Ý của chàng là mắt của thiếp có khả năng
sẽ không nhìn thấy gì nữa sao? Đúng vậy. Được rồi. Chưa đệ, nàng nghe ta nói đây. Nàng lo lắng như vậy cũng không có tác dụng gì. Mã Chiêu Đệ là một người có phúc. Tất cả mọi việc đều sẽ từ hung biến thành cát thôi. Nàng đừng lo lắng nữa có được không? Nghe lời, nghỉ ngơi thêm đi. Không, thiếp không mệt. Thiếp muốn hỏi chàng một việc. Việc gì? Nàng cứ nói đi. Nếu như mắt thiếp không nhìn thấy gì nữa, vậy chàng... Được rồi, nàng không cần nói nữa. Nàng nhất định sẽ không sao. Đừng nghĩ linh tinh nữa. Không phải, thiếp nói là nếu như... Thiếp chỉ nói như nếu như tướng công... Nếu như mắt của thiếp thật sự bị mù, thì về sau tất cả mọi việc thiếp đều cần phải có người giúp đỡ. Đi đường cũng cần có người đỡ. Còn nữa, thiếp không thể giặt quần áo cho chàng, không thể nấu cơm cho chàng ăn. Chàng làm việc gì thiếp cũng không thể giúp chàng. Thiếp sẽ thành một người vô dụng. Một người vô dụng, không thể làm được gì. Tướng công à, đến lúc đó chàng không cần thiếp nữa. Chàng còn cần thiếp không tướng công? Nàng nghe ta nói đi. Cho dù mắt của nàng có thể chữa khỏi được hay không, nàng vẫn là Mã Chiêu Đệ, người mà Khương Tử Nha yêu nhất. Nàng vẫn là người vợ ta yêu thương. Đã biết chưa? Cho dù mắt của nàng không thể chữa khỏi, vậy sao không thể nhìn thấy gì đi nữa? Vậy thì có làm sao? Chỉ cần nàng nói với ta là muốn đi đâu, ta đều nguyện đưa nàng đi. Ta nguyện ý làm đôi mắt của nàng, nguyện ý làm cây gậy cho nàng. Chỉ cần nàng nói là muốn đi đâu, ta sẽ đưa nàng đi. Còn nữa, mấy năm nay đều là nhờ có nàng chăm sóc cho ta. Đến lúc đó thì sẽ đổi lại. Đổi lại là ta chăm sóc nàng, ta làm cơm cho nàng, giặt quần áo cho nàng, đắp chăn cho nàng. Việc gì ta cũng sẽ làm giúp nàng. Cho nên nàng không cần phải lo lắng nữa. Đã biết chưa? Nàng đừng ngốc như thế nữa. Nàng cứ nghĩ rằng sẽ trở thành gánh nặng cho ta. Không cần lo lắng nữa. Chỉ cần ta ở bên cạnh nàng thì nàng không phải lo việc gì hết. Ngoan, không khóc. Ngoan nào. Ngoan, đừng khóc. Được rồi, nàng nhìn xem mắt của nàng còn chưa khỏi. Đã khóc đến bộ dạng thê thảm thế này rồi, nàng còn muốn đôi mắt của nàng nữa không vậy hả? Nín đi, thiếp biết rồi. Không cho được phép khóc, đừng khóc nữa. Nghe ta, từ hôm nay về sau, nàng phải đồng ý với ta, chăm sóc tốt bản thân, không được để cho ta lo lắng nữa, đã biết chưa? Được, giờ không khóc nữa. Ngoan ngoãn, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi một lát, nhé, ngoan nào. Nghỉ ngơi một lát, nằm xuống. Tướng công ơi, đừng đi. Ta không đi. Ta sẽ ở đây với nàng. Đừng khóc nữa. Song Nhi, sao con lại vô lễ với quốc sư như vậy? Mau xin lỗi quốc sư đi, nhanh lên. Con không muốn. Nhà đầu thối này càng ngày càng không nghe lời. Cha, con cũng đâu có làm gì sai đâu chứ. Tại sao phải xin lỗi bọn họ chứ? Nhà đầu thối con. Được rồi, mấy người đừng mắng Song Nhi nữa. Chuyện cũng qua rồi, chúng ta không để ý đâu. Quốc sư đại nhân, Song Nhi bướng bỉnh khó bảo,
Có điểm nào thất lễ, mong ngài rộng lượng tha thứ. Không cần lo lắng.